chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn cho các em tới cái bài 15.24 đó. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em tới bài 15.25 nha. Cho 10 gram hỗn hợp sắt và đồng. Đây là sắt với lại là đồng. Đây là 10 gram các em ha, 10 gram. Chúng ta mỗi cái bài toán hóa chúng ta nên viết cái sơ đồ tóm tắt như này thì chúng ta sẽ rất là dễ hiểu, đúng không nào? Ok. Tay thầy dính keo 502 các em ạ. Do có một mình thầy nên thầy làm rất là nhiều công việc gia đình nên tay nhiều lúc nó không được sạch sẽ giống như những cái giáo viên khác các em ạ. Rồi, đâu rồi, đây, đây. Tác dụng với dung dịch H2O4 lỏng, tác dụng thì chúng ta nên ghi dấu cộng lỏng ha. Sau phản ứng thu được là 2,24 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn ha. Dung dịch X và cộng với M gam kim loại không tan. Kim loại không tan. Đây chính chắc chắn là đồng. Nói là nhầm. Tại vì sắt với đồng mà cho tác dụng H2SO4 lỏng thì đồng đâu có phản ứng. Như vậy chứng tỏ anh này là M gam là anh này. Mà trong này là chiếm là 10 gam. Chứng tỏ bây giờ chúng ta sẽ tính khối lượng của sắt. Mà muốn tính khối lượng của sắt thì dựa vào cái số mol của hydro. Không, chúng ta dựa vào số mol hydro, sau đó suy ra số mol của sắt thì chúng ta sẽ tính được cái khối lượng của sắt. Mà sau khi tính được khối lượng của sắt rồi thì chúng ta sẽ tính được khối lượng của đồng, lấy cái 10 gram này trừ cho khối lượng của sắt. Hiểu chưa? Cái hướng giải là như vậy. Có là sắt cộng với H2SO4 lỏng thì tạo thành, đây là sắt sunfat cộng với hydro. Đồng cộng H2SO4, các em ghi giùm thầy là không phản ứng nha. Thì ở đây chúng ta nên tính giùm thầy, rồi đẩy bài lên, đã có số liệu sẵn hết rồi ha. Cái số mol của hydro sẽ bằng là 2,24, chúng ta chia cho 22,4 sẽ bằng là 0,1 mol. Như vậy đây là 0,1 mol. Thì tỷ lệ đây là 1:1, chứng tỏ chúng ta cũng suy ra đây cũng sẽ là 0,1 mol. Ta ghi giùm thầy đây là theo phương trình phản ứng, ta có số mol của sắt bằng với số mol hydro sẽ bằng 0,1 mol. Nên chúng ta sẽ tính ra được cái khối lượng của sắt sẽ bằng 0,1 mol nhân cho 56 sẽ bằng 5,6 gam, tại vì cái nguyên tử khối của sắt là 56, đúng không? Như vậy mà theo đề bài thì chúng ta có là cái khối lượng của đồng cộng cho cái khối lượng của sắt thì bằng 10 gam, nên chúng ta suy ra cái khối lượng của sắt sẽ bằng 10 trừ cho khối lượng của đồng sẽ bằng 10 trừ cho 5,6 thì bằng 4,4 gam. Rồi, vậy ấy, khối lượng của đồng nhé, thầy xin lỗi nhé, ở đây tính khối lượng của đồng, ở đây khối lượng của sắt. Đầu óc thầy bữa nay làm sao? Rồi, vậy M nhỏ nó sẽ bằng khối lượng của đồng, nghĩa là kim loại không tan nhé, bằng 4,4 gam. Rồi, rồi chúng ta đi sang bài tiếp theo nhé. Rồi ta có bài 15.26. Hòa tan 6,5 gam kẽm. Kẽm ha. Ở đây là 6,5 gam. Cộng với cái dung dịch HCl dư. Dư nghĩa là kẽm hết đó nha. Sau phản ứng cô cạn thu được dung dịch muối khang.
Muối khang này chắc chắn là kẽm clorua cộng hydro. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu tính cái khối lượng của muối khang, đó chính là tính khối lượng của kẽm clorua này bằng bao nhiêu này. Bài này quá dễ tại vì nó là một dữ kiện các em. Bài này một dữ kiện. Rồi. Chúng ta sẽ viết trong thầy phương trình ha. Kẽm cộng HCl tạo thành kẽm clorua. Này 2. Rồi. Chúng ta tính giùm thầy cái số mol của kẽm ha. Bằng 6,5 chia cho số 5 là bằng 0,1 mol. Nên ở đây chúng ta sẽ đặt đây là 0,1 mol ha. Ở đây chắc chắn sẽ là 0,1 mol. Rồi như vậy thì chúng ta ghi là theo phương trình phản ứng ta có cái số mol của kẽm clorua nó sẽ bằng số mol của kẽm và bằng đây là 0,1 mol. Được chưa nào? 0,1. Nên chúng ta suy ra cái khối lượng của kẽm clorua sẽ bằng 0,1 nhân ở đây là 65 cộng 35,5 nhân 2 là bằng 71 đúng không? Rồi chúng ta bấm máy tính ra. Đây là 135 nhân cho 0,1 là 136 65 cộng 71 136 bằng 13,6 gam. Được chưa? Đó. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài 15.27 nha. Rồi, bài 15.27. Cho 12,7 gam kim loại nhôm đồng magie. Cứ các em làm toán hóa mà các em tóm tắt được như thầy đây thì chúng ta sẽ làm rất là dễ hiểu ha. Tổng cộng ở đây là 12,7 gam đúng không nào? Cộng ở đây là HCl dư. Dư chứng tỏ những kim loại này là hết. Thì sau phản ứng người ta thu được là 11,2 lít hydro với là 2,5 gam chất rắn không tan. Không tan đây chính là đồng. Tại vì đồng không tác dụng. Xác định thành phần trăm khối lượng của hợp kim, nghĩa là chúng ta phải đi tính cho thầy phần trăm của nhôm bằng bao nhiêu, phần trăm của magie là bằng bao nhiêu và phần trăm của đồng là bằng bao nhiêu. Thầy đố các em là thầy sẽ tính được phần trăm của thằng nào trước? Thầy sẽ tính được phần trăm của thằng đồng trước, tại vì chúng ta đã biết được cái khối lượng của nó. Như vậy thì ở đây đó chính là cái dạng hệ phương trình các em ạ. Hệ phương trình thì nó có gồm hai ẩn. Thì đây là tổng ở đây là 12,7 mà thầy sẽ trừ ra cho cái khối lượng của đồng này để thầy tính được cái khối lượng hỗn hợp của nhôm với magie là một phương trình. Phương trình thứ hai là thầy dựa vào cái số mol của hydro. Được chưa nào? Đó. Cái định hướng bài toán nó là như vậy. Thì khi mà chúng ta đã có định hướng đúng rồi thì chúng ta giải cái bài toán hóa rất là dễ ha. Như vậy thì ở đây chúng ta có là theo đề bài ta có rồi chúng ta có cái gì nè cái khối lượng của nhôm cộng khối lượng của đồng cộng khối lượng của magie thì bằng là 12,7 đúng không nào? Mà ở đây người ta bảo là cái khối lượng kim loại mà cái khối lượng của đồng á thì nãy thầy đã lập luận ở trên rồi đúng không nào? Khối lượng của đồng là ở đây là chỉ bằng là bao nhiêu? 2,5 gam đúng không nào? Tại vì vì Cu không tác dụng HCl thì không tan, đó chính là khối lượng của đồng. Nên chúng ta suy ra khối lượng của nhôm cộng khối lượng của magie sẽ bằng 12,7 trừ cho khối lượng của đồng. Như vậy thì chúng ta thế số vô ở đây là 12,7 trừ cho 2,5. Như vậy thì khối lượng của nhôm cộng khối lượng của magie thì sẽ bằng là bao nhiêu? 10,2. Được chưa?
Sau khi mà chúng ta làm được cái này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành viết phương trình và gọi ẩn và giải ha. Ta có là nhôm cộng HCl tạo thành AlCl3 cộng hydro. Có đúng không nào? Này 2. Cái này 6, cái này 2. Cái này 3. Cái hydro đây. Magie cộng HCl tạo thành magie CL2 cộng hydro. Được chưa? Ở đây là 2. Rồi. Như vậy thì chúng ta cũng gọi ha. Gọi X là số mol của nhôm. Tương tự như vậy, Y là số mol của magie. Như vậy đây thầy đặt đây X mol, đây Y mol. Thì X ở đây, tại vì chúng ta một cái phương trình là theo cái khối lượng tổng này rồi, thì tí thầy lập rồi, một phương trình nữa thầy sẽ theo số mol của hydro. Như vậy đây chính là 3 phần 2x. Cái này y thì đây chính là y. Như vậy 3 phần 2x cộng y thì bằng cái số mol hydro, đúng không? Như vậy thì chúng ta có là gì? Cái số mol của hydro người ta nãy là bảo là 11,2 ha. Chúng ta chia cho 22,4. Có đúng không? Thì sẽ bằng bao nhiêu mol à? Dùng máy tính bấm đi nha. 0,5 em. Như vậy chúng ta có cái phương trình thứ nhất là đây, 3 phần 2x cộng y, 3 phần 2x cộng y sẽ bằng 0,5 mol. Đây thầy cứ hiểu đây là 1 nhé, đây là theo phương trình phản ứng nhé. Và một cái nữa là theo cái nào? Theo cái này này, khối lượng của nhôm cộng khối lượng của magie bằng 10,2 gam. Như vậy thì chúng ta có là gì? 27x cộng 2 magie là 24 không? Y bằng là 10,2, cái hiệu đây là 2. Chúng ta có cái phương trình này. Sau đó chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta bấm để tính ra được x và y. Thì cái việc bấm máy tính thì thầy cũng đã hướng dẫn rồi, đúng không nào? Đây, thầy hướng dẫn lần. Như thì trên cái máy tính cùi bắp của thầy á thì đây mod này, cái này mod. Mod lần nữa nào. Còn riêng cái máy của các em mà đời mới ấy, các em chỉ việc bấm mod thì nó sẽ xuất hiện là 1, 2, 3, 4, 5 gì đấy. Các em nhìn dùm thầy phím số 5 thì nó sẽ có chữ EWN này. Mà chỗ phím thầy đây, thầy sẽ bấm phím 1 ha. Thầy nó sẽ ra uncanal, nghĩa là hệ phương trình 2 ẩn này, 3 ẩn này. Thì đây thầy bấm 2 thì nó A1, nghĩa là cái chúng ta nhập 3 phần 2. Ta bấm 3 phần 2. Sau đó chúng ta bấm dấu bằng. Y là nghĩa là hệ số đây là 1, ta bấm 1. 0,5. Đây, thầy để đây, thầy bấm đây nha. 0,5 thì thầy cũng sẽ bấm 0,5 và bấm bằng. Nghĩa là nhập được cái dữ kiện dữ liệu của cái phương trình thứ nhất. Giờ bấm 27. Thứ hai này. 24 10.2. Bấm dấu bằng. Rồi. X ở đây sẽ bằng 0,2 và y sẽ bằng 0,2, thấy không nào? Rồi, sau khi có x và y rồi thì thầy suy ra được khối lượng của nhôm sẽ bằng 27 nhân x sẽ bằng là 27 nhân cho 0,2 bằng tí bấm máy tính nào. Khối lượng của magie sẽ bằng là 24 nhân cho y thì bằng 24 nhân 0,2. Rồi, bấm luôn. Cái này là bằng 5,4 nè các em. Cái này là 4,8. Thầy viết luôn cái khối lượng của đồng hồi nãy là bằng 2,5. Rồi. Như vậy thì bây giờ tới đây thầy sẽ tính được phần trăm của nhôm như sau. Sẽ bằng khối lượng của nhôm chia khối lượng hỗn hợp nhân trăm. Sẽ bằng 5,4 chia cho 12,7 này nhân 100 này bằng này. Tương tự như vậy phần trăm của magie thì chúng ta lấy khối lượng của magie là 4,8 chia cho 12,7 nhân 100. Còn khối lượng của đồng á, thầy nói luôn có hai cách tính các em. Cách tính thứ nhất thì chúng ta chỉ lấy 2,5 chia đây nhân trăm. Cách tính thứ hai chúng ta lấy 100%, chúng ta trừ cho phần trăm của nhôm cộng phần trăm của magie. Các em hiểu chưa nào? Rồi, chúng ta tính thôi.
Như vậy đây nó sẽ bằng là 42,52%. Cái này gần bằng rồi em. Còn cái này sẽ bằng là 37, gần bằng 0,8%. Chúng ta thế vô và lấy trừ ra. Các em hiểu nào? Lấy 100% trừ ra thì cái phần trăm của đồng bấm đây là bằng 19,68%. Đó, một bài mà các em thấy nó rất là dài mà nó rất là hay. Khó mà biết là giải thì thích học lắm, khoái, sướng. Còn không biết thì giống như cái rừng U Minh hà các em. Nó chẳng khác gì cái rừng U Minh cả, nó rất là rối. Không biết phải xuất phát từ đâu và làm như thế nào. Đó. Rồi. Đó là 15.27. Được chưa? Ok. Chúng ta đi sang bài 15.28 luôn nha. Rồi chúng ta có bài 15.28. Cho 15 gam cái hộp kim nhôm với magie các em. Nhôm với magie. Bài này có vị giống như kia rồi. Giống như bài 15.27 luôn em ơi. Thu được là 15,68 khí hydro. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của nhôm magie trong hộp kim. Ôi trời ơi, cái bài này quá là dễ. Cái bài 15.27 thầy làm rất là kỹ rồi. Như vậy cái bài này thầy sẽ giảng nhanh và thầy chỉ lập hồi cái phương trình rồi các em tự giải nha. Được không nào? Ok ha. Còn cái phương trình này, nhôm thầy đẩy lên nha. Không còn cái đề nữa em. Nhôm cộng HCl. Nếu mà các em đã mua khóa học của thầy thì chắc chắn các em toàn là trình độ chắc là cũng được trong đó đúng không? Chắc từ khá rồi lên nha. 6 2 magie. Bài này easy mà, phương trình hồi nãy cũng có rồi. Khác gì đâu. Đây là x. Còn việc lập luận bài bản thì các em tự làm nha. Cái này 3/2 x đây y. Thì cái phương trình thứ nhất là dựa vào 15 này gam đây thôi. 27 x cộng 24 y là bằng 15 đúng không? 3/2 x cộng y. Lấy cái thằng 15,68 này này chia cho 22,4 đúng không? 15,68 chia cho 22,4 0,7. Rồi bấm ra x y không? Sau đó suy ra cái khối lượng của nhôm, rồi khối lượng của magie. Rồi suy ra được cái phần trăm của nhôm, phần trăm của magie. Rồi xong. Quá ư là đơn giản. Đơn giản như đang giỡn. Đơn hơn. Ok con dây chưa? Rồi xong. Hiểu đúng không? Rồi đến đây thầy cũng xin chúc cho các em có một cái kết quả rất là tốt. Còn trong tiết tiếp theo thầy sẽ quay ở bài 15.29 và 30 là xong cái kim loại. Được chưa?